Ông Bích Hà sở hữu nét đẹp quyến rũ mà ít ai có được, là một đắc kỷ mà đến nay chưa một diễn viên nào có thể vượt qua. Đam mê với nghệ thuật và diễn xuất, người đẹp họ Ôn chính thức bước chân làng điện ảnh Hồng Kông từ năm 1982 nhưng không thể hiện được quá nhiều. Chính vì thế mà cô có một quyết định rất bất ngờ, đó là đảm nhận vai nữ chính trong Ôn ập A Su Đen, một bộ phim 18 cộng của xứ Cảng Thơm. Mặc dù nó đưa tên tuổi cô đến với khán giả nhưng cũng là vết nhơ mà không thể xóa được. Nhậm Đạt Khoa được toàn bộ xã hội đen và làng giải trí kinh nể, vẫn được mệnh danh là ông hoàng phim cấp 3, và có không ít mỹ nhân từng đóng các cảnh quay nóng bỏng với ngôi sao gạo cội này. Năm 1996, ông thực sự là người đàn ông may mắn nhất khi được đóng chung với một ông Bích Hà mơn mẫn tuổi đôi mươi trong tác phẩm Biến động kinh hồn. Mở đầu phim là phân cảnh một phụ nữ khỏa thân bất ngờ rơi xuống đường phố nhộn nhịp của Hồng Kông. Thanh tra Mai Sơ chịu trách nhiệm điều tra vụ án và phát hiện người phụ nữ đó tên là Stella. Sau đó, Lam Ho Di và con trai của cô bị bắt cát bởi một tên tội phạm nguy hiểm. Hắn cho rằng chính chồng của cô đã gây ra cái chết của vợ hắn. Tuy nhiên, vì bị cảnh sát sẵn trừng hát hao mà hắn bắt buộc phải đưa Lam Ho Di đến một chỗ an toàn. Cả hai cùng trải qua nguy hiểm và bắt đầu đem lòng yêu đối phương. Nhưng liệu đây có phải một mối tình đúng đắn? Kết cục sẽ như thế nào?